Tại thành phố Hồ Chí Minh, số trẻ mắc và phải nhập viện do adenovirus đang tăng mạnh. Điều đáng nói là trẻ mắc adeno rất dễ bị viêm phổi và viêm phế quản nặng. Vì vậy, các bác sĩ lưu ý, nếu trẻ đã nhiễm virus adeno mà môi trường sống không vệ sinh, độ ẩm cao thì có khả năng bội nhiễm, tức là bệnh chồng bệnh, trẻ sẽ mắc thêm một hay nhiều vi khuẩn, virus mới bên cạnh bệnh lý chính. Trong những tác nhân gây bội nhiễm thì có hai tác nhân có thể ngừa được là tiêm vaccine phế cầu và cúm. Phụ huynh nên đưa trẻ đi khám sớm nếu nghi ngờ có bội nhiễm để bác sĩ có hướng điều trị và xử lý kịp thời. Theo dõi được cách bé thở. Đó, và nếu chúng ta theo dõi sát thì thường thường 5, 7 ngày, 10 ngày bé sẽ hồi phục lại. Và chúng ta nhớ là cái triệu chứng ho nó sẽ kéo dài khá là lâu. Nó không phải nhanh hết như là sốt, sổ mũi đâu. Ho nó sẽ kéo dài, sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng những cái loại thuốc mà tùy thuộc vào cái lứa tuổi, phù hợp lứa tuổi chúng ta sẽ cho nó uống, trẻ nó uống. Thì nếu mà chúng ta làm như vậy thì đa số trẻ cho hồi phục, và trong lúc thời gian mắc bệnh phải tránh những cái nguồn không khí ô nhiễm, cái môi trường mới thông thoáng, phải vệ sinh cho trẻ về đường răng miệng, thì uống đủ nước, ngủ đủ giấc, thì lúc đó chúng ta mới là giúp cho trẻ mau hết bệnh được.